ơi, ngày hôm nay thì Trúc có một cái bữa cơm rau đạm bạc để cùng ăn tối với mọi người nè. Không biết là cả nhà của chúng ta đã sẵn sàng cho bữa tối của mình chưa? Và bây giờ thì mình cùng thưởng thức chung với Trúc ha. Ngày hôm nay thì Trúc có rau muống luộc thôi mọi người, với lại một ít khoai tây cà rốt luộc lên, một ít đậu rồng sống nè. Và ở đây thì Trúc có một cái dĩa kho quẹt. Mắm thì ít mọi người, mà tôm khô với lại cái thịt ba chỉ mà Trúc cắt nhỏ đó, Trúc bỏ nó hơi nhiều nên là nó ít nước, nó kẹo lắm. Và một lát mình sẽ tráng miệng với lại chôm chôm và trái mận siêu ngọt nha. Hôm nay thất bại nhất là cái nồi cơm mọi người. Trúc nấu cái loại gạo mới á, không biết canh nước nó như cái bánh đúc. Ăn cái gì á không biết ngon hay không, chứ ăn cái này là thôi hao cơm đó mọi người. Mời mọi người. Ngày hôm trước Trúc cũng cố gắng làm theo yêu cầu của mọi người là Trúc làm cái món bánh tráng á, bánh tráng trộn. Thì ở nhà còn có mười mấy cái bánh tráng nè. Cái thế là Trúc lấy ra Trúc cắt Trúc làm. Không có muối tôm mọi người. Trúc cũng tự đâm tôm khô ra Trúc làm muối, rồi Trúc trộn hành, dầu hành nè. Rồi sa tế, lấy mấy cái bịch sa tế ở trong mấy cái gói mì á, trộn vô rồi làm thêm tỏi, hành đồ các kiểu. Trộn lên nhìn đẹp lắm. Nhưng mà ăn nó dở ồn. Quay luôn rồi mà không dám phát cho mọi người coi. Bữa đó Trúc còn nấu trà sữa nữa, không có trân châu. Mà mọi người biết không, quay cái món ăn á mà ở trên cái bàn nó không có màu sắc á, nhìn nó buồn con mắt lắm. Nên là sau khi quay xong á, Trúc cảm thấy không ưng, Trúc cũng không edit luôn. Phần nữa là mấy hôm nay á không có mua được đồ ăn mọi người, quay lên cái màu sắc nó không có đẹp á, nhìn buồn con mắt lắm. Hôm nay cũng vậy nè, đâu có gì đâu, có rau thôi à. Cái rau mẹ mua được ở gần nhà, cái chôm chôm mẹ mua về thấy trời ơi đẹp quá, đỏ đẹp quá, vậy là có cái để mà mình trang trí cho nó có màu sắc à. Ăn thử cái đậu rồng sống á, ngon rồi mọi người. Bây giờ là cỡ 6:15 mọi người, giờ này ăn tối là hợp lý rồi ha, mọi người cố gắng ăn tối trước 7 giờ là đẹp. Đã quá. Cái tôm khô cứng lắm mọi người, nó đã phải ngâm lâu á. Nhưng mà khi mình xuống mà mình thấy mấy cái rau này nè, mình mới có ý định làm cái món này, nên là không có ngâm trước. Ngon lắm. Ăn hao cơm lắm nha. Mọi người thấy cái bữa cơm đâu có tốn nhiều tiền đâu mọi người. Mà Trúc nghĩ á, mùa dịch này á, Trúc nghĩ chắc là không phải riêng nhà Trúc đâu. Nhà Trúc hả, ăn bắt đầu gói ghém lại. Mà bình thường thì cũng đâu có ăn sang cả gì đâu mọi người. Ăn đồ bình thường thôi, chỉ làm mỗi ngày á thì cá thịt nó nhiều một xíu. Nhưng mà tới mấy ngày này rồi là thôi cứ rau rồi ăn cái gì đó ít. Trúc mẹ mà mua được thịt về á, là Trúc sẽ chủ động Trúc phân nó ra cái nào để hôm nay ăn, ngày mai ăn hết, mình làm phần nhỏ nhỏ mình bỏ tủ lạnh. Tiết kiệm là quốc sách nha. Khi nào mình được đi lại bình thường, công việc của mình nó ổn định hơn, thu nhập nó trở lại bình thường, thì lúc đó mình lại ăn những cái món nào đó nó ngon lành xíu. Còn không thôi thì cứ rau mắm như vậy cũng ngon rồi mọi người, miễn là vui ha. Đã quá. Không ngờ là cái đậu rồng ăn sống ngon ghê mọi người. Cái chén cơm này nó nhão hay là nhão, quên ăn này nữa chứ. Hồi nãy định luộc rau muống thôi á, tại vì nhiều quá sợ không hết. Nhưng mà nếu luộc rau muống lên đó thì nhìn cái bàn đồ ăn của mình không có màu, đơn điệu quá. Cái chút cắt thêm một củ khoai với lại cà rốt.
Dạo này á, tối mà Trúc ăn tinh bột nhiều quá mọi người. Ăn cơm mà nhiều quá, hay là mấy cái kiểu bún mì nữa, làm tối Trúc mệt, Trúc thở không được nha. Nên là giờ Trúc là phải có hai cái nguyên tắc. Một là ăn tối trước 7 giờ, kiểu gì cũng vậy. Thứ hai là bớt tinh bột. Mình không có thực hiện chế độ giảm cân gì đâu, chỉ là mình thấy ăn như vậy nó mệt cái người thì mình bớt ăn lại thôi. Bắt đầu biết chú trọng sức khỏe mọi người. Chết thì không sợ nhưng sợ bệnh nha, thiệt. Chết thì ai cũng phải chết đúng không? Nhưng mà bệnh á, nó làm cho mình đau đớn, rồi người thân của mình nhiều khi cũng mệt mỏi vì những cái điều đó, gánh nặng cho gia đình nữa. Bữa nào mà sốt luôn thế thôi là cảm thấy mất mệt cho gia đình, cảm thấy không muốn làm gì, công việc không trôi chảy. Chút làm chút bỏ ớt quá trời. Mấy cái ớt ở trong tủ lạnh nó lâu rồi á, bỏ đi uổng. Đem ra thảy vô đây, ngơ nước cây. Mới chê nó chi. Thay tắm ông trời. Đây có mấy miếng bà đậu để chút cắt nhỏ nhỏ mỏng mỏng. Còn một cái nữa là Trúc chưa có bỏ được, đó là ăn mặn. Hay quá, mà ngon quá. Chưa tập được cái đó. Có hôm trước thử tập giảm tinh bột, cắt luôn tinh bột, ăn rau, ăn chất đạm thôi. Không, Trúc không có ăn kiêng, chỉ là tự nhiên Trúc muốn vậy, Trúc thấy vậy thôi, chứ Trúc không có theo chế độ gì hết mọi người. Ăn được mấy hôm thấy cũng ổn. Nhưng mà kẹt cái là mình đi làm á, nhiều khi mình cứ bơi bơi ngoài đường mọi người, thì cái việc mà chuẩn bị đồ ăn á, hay là ăn những cái đồ mà nó như mong muốn của mình á, thì nó không được. Thế thế là thất bại, ăn được mấy ngày. Với lại thêm cái nữa, ăn kiểu vậy á, nó không có đã miệng. Nó thiếu chứ, nó thiếu cái đồ mặn. Tại vì cá chứ có thể là làm nó vừa ăn thôi. Xong chủ yếu là chút ăn rau. Chút ăn bắp cải, cà rốt, bắp cải tím, bắp cải trắng gì nữa, rồi rau, xà lách, cà chua, bơ, bỏ vô. Xong rồi bỏ sốt mayonnaise. Còn cái món này, cái món kho quẹt à, ăn từ nhỏ. Hồi đó là không có được gọi là mắm quẹt đâu mọi người, mà làm muối quẹt, dùng muối để kho. Kho muối quẹt á, cái nó có cái lớp muối ở dưới như cát, nhìn nó như cát vậy đó. Có mặn ơi là mặn. Hồi đó ăn vậy không á, chắc cũng vì vậy mà Trúc có cái khẩu vị mặn tới giờ. Hồi đó nghèo cũng chết. Nhà mấy chị em luôn đi gọi là đi làm mướn mọi người. Thật ra ông anh mướn nít, mướn người lớn, mướn mẹ mình thôi. Xong cái tụi mình á là đi phụ mẹ. Hồi đó mình nhỏ nhất là mình được ở nhà, nhưng mà tới khi mình lớn xíu á thì mình cũng đi. Đây không phải là làm, mà là đi là ở nhà không ai coi, mà lớn rồi cũng nguy hiểm, không để nhà, nên là mẹ dắt theo đi làm cỏ mọi người. Mà mọi người biết làm cỏ gì không? Làm cỏ mía. Cỏ mía là mấy cái luống mía người ta mới trồng, có một cút gì này mới dăm cái cọng mía xuống, mới dăm cái cây mía xuống cho nó nảy mầm thôi, thì đâu có cái bóng râm nào trong cái ruộng đó đâu mà núp. Thế là bơi đầu ngoài nắng. Nhưng mà đó là cái khoảng thời gian mà phải nói là rất quý của mình luôn á. Nó sẽ mất của mình một chút cái này, nhưng nó sẽ bù lại được rất nhiều thứ khác. Mà tính ra cũng có mất gì đâu ha. Nhiều bạn sẽ không biết làm có mía như thế này, nhưng mình biết làm có mía. Đó, cái mình được là được như vậy. Mình có thêm sự trải nghiệm. Rồi cũng nhờ những cái ngày nhỏ cơ cực vậy á, tới giờ lớn mà nhiều khi dịch dọc như vậy không có tiền ăn, ăn vất vả, ăn kiêng thêm lại thì cũng cảm thấy rất là bình thường, mà cảm thấy rất là vui, cảm thấy rất là ngon. Kiểu là đã nghèo sẵn nên có nghèo nữa thì cũng không bất ngờ. Nói vui thôi nha mọi người. Ở đây không có giàu nghèo gì đâu, miễn là cuộc sống của mình bình yên, xung quanh mình có nhiều người yêu quý mình, mình vui, tinh thần mình vui, sảng khoái là được. Còn khó khăn vất vả thì lúc nào cũng sẽ có, người giàu cũng có và người nghèo cũng có.
Nãy giờ thấy Trúc ăn mọi người thấy ngon. Tối ăn vậy mà ăn ngon ghê. Còn bữa ngồi nhai dĩa bánh tráng nó dở. Ngon rồi. Mình sẽ ăn hết đậu rành, ngon quá. Nó tôm quá trời. Mà nó không có nước nhiều mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn mận nè. Đây cho mọi người coi. Đây là muối tôm mà mình tự làm nè mọi người. Nó không có ngon đâu nha. Nó không có khô mọi người. Với lại nó không có nhiều cái mùi tôm. Giống muối ớt thôi. Nhưng mà mẹ mình nói ăn rất là ngon. Chính vì điều đó mà mẹ mình hôm nay quyết định mua mận. Mẹ nói có cái hũ muối ngon quá mà không có cái trái gì để chấm hết. Mận này ngọt lắm mọi người. Ở trong nó đặc ruột nè. Một ngày mà kiểu như mình không có được ăn một cái trái cây á, cái mình cảm thấy nó thiếu thiếu mọi người. À, có khi một trái chuối hay là một cái muối bưởi hay là một cái miếng cam đó, buồn miệng lắm, không có trái cây là buồn miệng lắm. Rồi mọi người nha, cái muối này ngộ lắm, nhìn thì nó giống muối ớt nhưng mà ăn vô á mọi người sẽ cảm nhận cái vị tôm rất là rõ. Chúc làm muối nè, chúc bỏ hết tất cả các nguyên liệu vô trong cái máy xay, xong cái chúc xay lên, xong cái chúc đem đi chúc rang. Nhưng mà rang nó không khô mọi người, đem ra phơi nắng cũng khô, nó cứ ẩm ẩm vậy nè. Chắc tại đang chưa tới. Mọi người nghe bụt chút kêu. Giờ mình sẽ xử tới chôm chôm. Đây là chôm chôm thường. Nó ngọt mà nó tróc đã. Trái mọi người thấy nó đỏ ao. Cần gì đâu quá trời. Quá ngọt quá đã. Hồi đó có vụ ăn chôm chôm chất muối nè mọi người. Mà kiểu mấy trái chôm chôm nó chưa có chín đỏ, nó còn hơi chua chua. Một bữa tối ngon lành mọi người ơi. Chúc hy vọng là mọi người cũng sẽ cảm thấy ngon miệng như vậy ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì luôn xem kênh YouTube của Chúc, cũng như là luôn đồng hành cùng Chúc, cho dù là Chúc ăn món nhiều tiền hay ít tiền, hay thậm chí là những cái món rất là dân dã bình dị đơn sơ như thế này. Chính vì cái điều đó mà Chúc rất là cảm thấy là mình rất là may mắn, mình rất là hạnh phúc khi có mọi người đồng hành cùng. Cảm ơn mọi người một lần nữa, và Chúc luôn mong mọi người có thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn mọi người. Bye bye.